bộ rồi sao? Bác Nam xuống kia, bác Nam. Dạ, xuống bà. Nam. Hả? Giòn khui có hiên được. Ủa mà hiên cá cái đầm luôn chỗ à. Đây bộ nữa hả? Đây thẳng ra là rồi. Bà bả theo bọ coi. Anh bợ nghe mát quá trời mát luôn. Làm anh Sáu nhà mình nhớ là mình đâu không lấy đi đây cảm ơn kêu anh nó ngọt dịu người ta mới làm cho bà. Cái này về mình về làm gì à chú? Cách bán ra thành phố. Dạ. Còn lại mình muối mắm hả? Phố bán nhiễm. Dạ. Dẫn mình đẩy hả? Về hết đi về. Có lâu bắt cắt thì có. Đâu cầm hai tay cho. Sao? Một giờ mình lên, một máy lên. Đừng hết. I like me better when I'm with you. Mình nấu mắm đó, mình nấu mắm gì cô? Nấu cá sặc à? Yeah. Nhưng mà tự làm ở Long Xuyên hay là Long Xuyên tự làm? Không có lấy ở ngoài. Có những loại rau nào chị? Rau dừa. Rau này rau gì? Rau dừa. Rau dừa. Này cải trời. Cải trời. Rau má. Rau má. Rau đắng. Rau đắng. Rau nhút. Rau nhút. Rau lan. Rau lan. Mùng tơi. Đây. Đậu rồng. Đậu rồng. Rau muống, bông súng, tai tượng, cải xanh, dém. Một nồi bún mắm mà nó có nhiều có chục loại rau luôn á. Bông bí. Trong quay cái nồi bún mắm. Chị ăn bún mắm đây chị có thấy hương vị như thế nào, có hợp mình không? Thấy cũng là vừa ăn với rau nhiều cái mắm. Ăn với mấy cái chỗ khác thì chỗ này có ngon hơn không? Đúng rồi chị. Là món đặc sản của quán ăn cây dừa.